Thanh Thúy xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình Việt TV đến với chương trình y khoa tổng hợp do sự tài trợ của trường đại học Đông Y chăm cứu và University với bác sĩ Phú. Xin chào bác sĩ Phú và mời bác sĩ Phú gửi lời chào thân ái với khán giả Việt Pha TV. À, tôi là bác sĩ Trần hình và chăm cứu Trần Quốc Phú kính chào quý vị khán giả Việt Pha TV. Chào chị Thanh Thủy. Nghe nói là bác sĩ có một cái tin gì mới muốn thông báo cho khán giả đúng không ạ? À? à, dạ đúng. Thì à, hôm nay thì trước khi vào chương trình thì tôi có một cái tin này đặc biệt nó liên quan đến ngành đông y châm cứu đó thì cái này là một cái nghiên cứu mới ở bên Anh đó trường đại học bên Anh đó người ta làm nghiên cứu trên 755 người bệnh nhân mà người bệnh nhân này là những người bệnh nhân mà bị bệnh gọi là bệnh trầm cảm đó từ loại trung bình đến loại nặng thì người ta chia ra ba nhóm một nhóm thì vừa châm cứu vừa dùng thuốc chống trầm cảm một nhóm thì gặp counselor À, gặp những người tư vấn đó và dùng thuốc còn một nhóm còn lại thì chỉ uống thuốc thôi thì trong 12 tuần đó thì người ta thấy rằng là cái nhóm dùng thuốc vừa châm cứu đó và cái nhóm vừa dùng thuốc và vừa đi gặp counselor đó là thì người ta thấy rằng à, tỷ lệ người bệnh nhân phục hồi là cứ ba người thì một người hoàn toàn phục hồi à, trong khi đó cái nhóm mà chỉ dùng thuốc thôi đó thì người ta thấy rằng à, trong 5 người thì chỉ có một người phục hồi sau sau 3 tháng thôi thì điều điều này nói gì? Điều này nói là có lẽ một ngày nào đó thì người ta sẽ phối hợp giữa Đông và Tây y để điều trị những người đặc biệt những người bị bệnh trầm cảm depression thì nó sẽ đưa đến một cái lợi ích rất là lớn cho người bệnh nhân và tôi thấy đó là một cái tin hay yeah. ừ. thì thanh thúy thấy là những người bệnh nhân mà trầm cảm á, thấy mỗi lần họ uống họ uống rất là nhiều thuốc đó bác sĩ mà thì có thể cho thánh giả biết tại sao mà sử dụng cái phương pháp về đông y thì nó tốt hơn tây y không ờ, mình không không hẳn mình không thể nói là nó tốt hơn tây y nhưng mà nó nó có thể là một cái phần quan trọng có thể giúp nếu mà phối hợp vừa đông y nữa đó thì nó sẽ làm cho có thể là người bệnh nhân được phục hồi mau và tại sao mà đông y châm cứu là nó có hiệu quả như vậy? Bởi vì theo mà lý thuyết đông y đó thì khi mà cơ thể mình nó âm dương không điều hòa được, không có balance được hay là ngũ tạng lục phụ mình không có 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 điều hòa được, không có balance được đó thì nó sinh ra những khi bệnh tật trong cơ thể mình. Mà châm cứu thì nó có một hiệu pháp tốt, nó làm cho khí huyết mình lưu thông được, âm dương mình được điều hòa, máu huyết máu huyết mình nó được được lưu thông tốt thì nó sẽ giúp một phần nào và nếu mà mình nhìn theo cái phương diện tay y đó thì thực sự ra thì tay y nhìn vào châm cứu thì người ta chưa chưa có cái phương pháp để giải thích tại sao mà châm cứu lại nó có hiệu quả trong cái trường hợp như là hồi nãy mình có nói qua đó những người bị bệnh trầm cảm bị depression mà nó có những cái hiệu quả như vậy thì hy vọng một ngày nào đó thì có càng ngày còn có rất nhiều cái nghiên cứu mới về cái lĩnh vực đông y mà đặc biệt khi phối hợp với tây y để điều trị những cái bệnh mà nan y mà những bệnh mà bây giờ y khoa chưa cái điều trị được vậy? Và trở lại với à, chủ đề chính của chương trình y khoa tổng hợp Thì à, Thanh Phi có nhận được email rất là nhiều Hỏi về câu hỏi về những cái bệnh như là bệnh méo mặt đó bác sĩ Thì à, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề này Bác sĩ có thể giới thiệu sơ lược về cái bệnh méo mặt à, Ồ dạ Thì à, nói chung là Hôm trước mình có mình có hứa là hôm một thời gian ngày đó đó mình sẽ nói về bệnh này, ừ. hôm Thanh Thúy có nhớ không? Yeah. Mình nói về bệnh tai biến đó. Yeah. Thì Thanh Thúy có hỏi về bệnh mà méo miệng méo mặt thì mình nói để mình dành một thời gian nào đó thì hôm nào mình sẽ nói đến cái bệnh này. À, bệnh à, bệnh méo miệng méo mặt hay là tiếng Anh gọi là Bell palsy thì à, cái bệnh này nó à, giới thiệu sơ thì nó vào thế kỷ thứ 19 chín thì ông một bác sĩ về giải phẫu à, ở bên Scotland đó thì ông này đã à, biết được cái bệnh này viết diễn tại được cái bệnh này thì cái bệnh này là do cái sự liệt cái nhánh thần kinh mặt số 7 đưa đến tình trạng cho người bệnh nhân bị méo miệng méo mặt và làm con mắt mình không đóng lại được hay là nhiều khi cho mình rất là trợ ngại rất là nhiều trong cái cuộc sống thì người ta thấy rằng là trên thống kê cho biết đó thì trên nước Mỹ một năm có khoảng 40.000 người bị cái bệnh méo miệng méo mặt này và tỷ lệ thì nam nữ đều bị như nhau và cái độ tuổi người người ta thường hay bị mắc cái bệnh này đó thì cái độ tuổi từ 15 tuổi đến 60 tuổi có nghĩa là những cái em trẻ cái tuổi từ 15, 16 cũng có thể là bị cái bệnh này thưa chị và dưới 15 tuổi thì thanh thúy cũng thấy một vài bệnh nhân cũng là chưa tám chín tuổi cũng bị bệnh dạ yeah, đúng đúng tôi có một trường hợp này tôi có cái một em bé này cái độ tuổi cỡ uh, 11 tuổi đã bị với bệnh méo miệng méo mặt này rồi yeah. và và sau 10 năm sau lại bị lại lần thứ hai nữa yeah thì cái bệnh này là một cái bệnh mà nhiều khi à, tí xíu là mình đi vào sâu hơn đó yeah. thì mình thấy rằng cái khoa học bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được cái bệnh này lý do đưa đến cái bệnh méo miệng méo mặt này. Vậy nguyên nhân mà gây ra cái bệnh méo mặt méo miệng này Ờ lại... cái nguyên nhân thì như hồi nãy mình có nói sơ qua đó thì người ta chưa hiểu rõ cho lắm. À, đó là lý do khi mà chưa hiểu rõ cái lý do mà đưa đến cái bệnh liệt nhánh thần kinh mặt số 7 này đó thì người ta chưa có cách điều trị cho chính xác. À, tuy nhiên có những cái lý thuyết có đưa ra những cái giả thuyết đưa ra rằng có thể là do cái 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 nhánh thần kinh nó bị bị viêm hay là bị những con 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 virus nó, nó nó tấn công vào nó làm viêm là bị tổn thương hay là có những cái giả thuyết đưa ra cho rằng là có thể là do những cái bú trong não hay là có những trường hợp mà những cái những cái xương xương sọ ở não nó bị 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 bị, bị, bị chấn thương làm cho cái rạch thần kinh mà cái nhánh thần kinh số 7 này đó cái facial nerve đó nó, nó khi đi ra nó bị nghẹt và từ đó nó làm cho người ta bị bệnh méo miệng méo mặt à, tuy nhiên cũng là đó là những cái những cái những cái những giả thuyết vậy thôi thực sự ra người ta chưa hiểu rõ cái bệnh này lý do đưa đến cái 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 triệu chứng bệnh này vậy thì triệu chứng của bệnh này là gì bác sĩ ờ à, cái triệu chứng của bệnh này đó cái bệnh Bell palsy đó thì tiếng việt mình mà theo dân gian thì người ta nói là bệnh trống phong méo miệng méo mặt đó nhưng mà nếu mà dịch theo cái sát nghĩa qua tiếng việt đó thì người ta nói là liệt cái nhánh thần kinh mặt số 7 đưa đến tình trạng méo miệng méo, méo mặt thì cái triệu chứng thì thường thường cho người ta có những người bệnh nhân nhiều khi sáng ngủ dậy tự nhiên mình cảm thấy cười nhìn vào kính mình đang đánh răng mình cười tự nhiên miệng méo qua một bên và con mắt mình nhiều khi không đóng lại được một bên không đóng lại được hay là nói không nhiều khi nói cảm giác là hai, hai phần ba cái lưỡi đầu lưỡi đó, nó bị tê đi nó bị nâm khó chịu hay là đằng sau cái lỗ tai nhiều khi nó bị ù tai hay là bị đau đau hay là cảm thấy cái, cái rất là nhạy cảm với âm thanh những cái âm thanh tác động nhẹ cũng người ta cảm thấy nó ù cái tai rồi hay có những trường hợp đặc biệt cái những cái trên cái 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 trán nếp nhăn trên trán á một bên nó bị mất đi người ta khi mà người ta nhăn cái trán lên thì một bên yeah. không còn nữa và miệng sẽ méo qua một bên trong khi đó có những trường hợp có những người mà uống nước vào thì khi nước nó chạy yeah. ra ngoài và nước nó chạy ra ngoài hay là những khi thổi À, những người bị Bell palsy bệnh mà méo miệng méo, méo mặt nhiều khi mình nói người ta uh, thổi sáng, người ta thổi không được hay là hít gió người ta hít gió không được thì đó là những cái triệu chứng mà uh, cho mình biết là mình đang bị cái Bell palsy Có nghĩa là bị liệt nửa cái mặt đi cái nửa cái mặt đúng không rồi, hoạt động đúng rồi đúng rồi đúng um, rồi để nói sơ để nói sơ về cái 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 phân cái, 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 cái sinh của nhánh thần kinh Uh, mặt đó thì cái nhánh thần kinh mặt cái mặt mình thì nó điều khiển hai cái 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 một cái nhánh thần kinh cảm giác là cái uh, số 5 và cái nhánh thần kinh mà cử động cái bắp cơ đó thì cái nhánh thần kinh uh, số 7 cái facial nerve và cái function của cái facial nerve cái chức năng của cái nhánh thần kinh này đó thì nó điều khiển cái kia là cái facial expression có nghĩa là cái cách hàng ngày mình cười mình nói thì nó 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 làm di chuyển những bắp cơ nó làm cho mình uh, di chuyển được cái cơ mặt của mình và đồng thời nó điều khiển 2/3 cái cái cảm giác cái đầu lưỡi yeah. của mình 2 phần 3 à, Đồng thời nó điều khiển cái tuyến à, nước miếng và tuyến mm. nước mắt à, Đó là lý do mà những người mà bị cái bệnh Bell Palsy đó Thì người ta cảm giác đầu lưỡi người ta sẽ bị tê yeah. đi Và cái mặt người ta khi người ta cười Người ta không có cái miệng, không có cười yeah. à, được à, nguyên miệng mà người ta yeah. bị méo qua một yeah, bên à, Hay là có những trường hợp mà nhiều khi có những người bị bệnh Bell Palsy này Nhiều khi người ta bị tuyến nước miếng, bị khô đi mm. Hay là nước mắt nó bị khô Hay là có những trường hợp mà nước mắt chảy ra nhiều quá thì ừ. đó là những cái triệu chứng mà căn bản để mà mình biết là mình đang bị cái triệu chứng ba palsy ừ. này. Hay nghĩa là nửa khuôn mặt không có hoạt động, hoàn toàn không hoạt động hay là chỉ là một 90% hay 80%? Ồ, những cái khuôn mặt cái nói chung là cái bởi vì một bên khi mà cái nhánh thần kinh cái facial nerve này đó, cái nhánh thần kinh mặt số 7 này nó bị liệt đó thì hoàn toàn một bên cái cái, cái 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 sự cử động của bắp cơ nó 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 bị uh, bị tổn thương đi uh, yeah. mà tùy theo cái độ nặng cái nhẹ nữa. Có những người bị Bell palsy mà loại nhẹ thì người ta chỉ À, cũng có thể cử động được nhưng mà yeah. có những người như là tôi biết có những người bệnh nhân đó khi vào chăm cứu đó thì có nhiều khi những trường hợp mà người ta miệng méo rất là nhiều yeah. và người ta cảm giác là cái lưỡi đầu lưỡi hai phần ba đầu lưỡi người ta cảm thấy tê không có cảm giác nữa hay là con mắt người ta đó mắt mà bên giống như bên trái mình bị đó thì con mắt bên trái mình không đóng lại được yeah. cái cái eyelid cái 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 cái, cái 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 mí, mí trên nó đó không có đóng lại được yeah. hay là cái nếp nhăn trên trán này mình bị mất đi thì những trường hợp nặng quá đó nhiều khi nó làm ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc sống của mình. vậy là cười cười được có một bên còn khóc khóc có một nhỏ có giọt có một bên thôi <laughs> À, khi mà cười đó cười thì miệng nó sẽ méo, cái yeah. miệng nó không có còn đẹp nữa, nó sẽ méo qua một bên. À, thường thường nó kéo thì nó kéo qua bên bình thường, yeah. mà 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 cái bên bị liệt đó thì nó sẽ yếu đi và bên bình thường nó sẽ kéo cái miệng qua. và cái con mắt của mình đó, mắt mình mà khi mà đóng lại không được là cái mắt mình mình một bên yeah. mình bị. và cái nếp nhăn trên trán đó là cái nếp nhăn yeah. mà bên mình bị là mình cũng không có cái nếp nhăn đó. thì đó là những cái triệu chứng mà căn bản mà người ta để mà mình nhận biết là mình đang bị brachialgia. À, yeah. tuy nhiên cái Bell palsy và cái stroke cái tai biến như hôm trước mình ừ. có nói qua đó à, nhiều khi nó có nó cho mình cái triệu chứng cũng tương tự như như nhau thì làm sao để mình biết được là mình bị bị bị, bị, bị bệnh Bell palsy hay mình bị stroke ừ. thì cái 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 à, thường thường á cái cái stroke đó thì khi mà À, người ta bị stroke thì cũng có thể làm cho lưỡi bị tê, miệng bị méo hay là nói không được hay là nhiều khi uống nước nước chảy ra ngoài cái triệu chứng rất yeah. là giống về cái Bell palsy ừ. có một cái điểm nó khác nhau ở chỗ nào cái chỗ là cái nếp nhăn ở trán yeah. những người bị Bell palsy đó thì cái nếp nhăn ở trán đó mà một bên mình bị đó thì mình không có nếp nhăn đó khi mình nhăn giếng cái mày lên ừ. chị thấy không hai bên đều có cái nếp nhăn tuy nhiên Bell palsy sẽ mất đi một bên đó yeah. miệng méo trong khi đó cái tai biến đó bệnh stroke đó thì miệng méo qua một bên uh, mà nhưng mà cái nếp nhăn trên trán thì đó đều. đều hai bên đều có ừ. khi mà người ta đưa cái trán lên nhăn cái cái trán lên thì hai nếp nhăn hai bên đều có ừ. thì đó là cái 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 căn bản nhất để người ta nhìn vào để người ta biết là mình bị tai biến hay mình bị uh, bị bị uh, Bell palsy. Uh, tuy nhiên cái tai biến nhiều khi không có những cái triệu chứng khác À, bị sai là bị cái miệng méo. thí dụ như những người bị uh, tai biến thì có những người nhiều khi bị nhức đầu khó chịu hay là bị tê nữa người, hay là bị yếu tay yếu chân hay là những khi, uh, nói không ra câu không ra lời hay là cảm thấy bị dizzy bị chóng xâm xoàng chóng mặt. nó còn đi những cái triệu chứng khác để mình biết là người bệnh nhân này đang bị uh, tai biến hay là bị stroke. Uh, um, cái quan trọng nhất đó khi một người bị Bell palsy đó thì phải vào bệnh viện để làm gì để mà để người ta kiểm tra người ta làm những cái phương pháp CT scan để người ta scan cái não bộ của mình coi từ cái não bộ mình nó có bị tai biến hay là bị một cái bú hay là bị một cái vấn đề nào khác mà ngoài cái bệnh cái bệnh Bell Palsy này. Yeah. À bác sĩ nói em mới để ý nha em Thư anh Thúy thấy là những nếp nhăn đồng đều trên trán chưa bao giờ thanh Thúy thấy là một bên. Dạ, chưa bao giờ à nếu, thấy. Mà, <laughs> nếu mà nếu mà nếu mà chị chị mà gặp một người bị Bell Palsy đó. <laughs> thì nếu mà nói người ta nhăn cái trán lên thì sẽ thấy yeah. một bên sẽ mất đi không có nếp nhăn yeah. một bên thì có nếp nhăn một bên không có nếp nhăn mà khóc cũng khóc nhỏ không một bên nó không, không, không nước mắt nước mắt thì khi uh, không không có vấn đề nước mắt nhiều khi có những người bị khô mắt hay là có những người bị nước mắt ra nhiều quá À, cái khóc thì không có ảnh hưởng nếu người ta khóc khóc một bên bên đây đâu có làm việc đâu nó vẫn nó vẫn à. có những trường hợp nó vẫn hoạt động bình thường à. nhiều khi nhiều khi nó ra có nước mắt còn nhiều hơn bên kia nữa <laughs> có rồi. những người bị Bell đó bởi vì lý do là con mắt mình không đóng lại được đó ừ. cái, cái 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 phần trên cái mí mắt của mình mình không có đóng lại được đó, thì nó làm khô mắt và dạ. khi mà khô mắt như vậy thì cái cơ thể mình nó một cái phản xạ tự nhiên bằng cách nó làm kích thích cái, cái tuyến nước mắt mình làm nước mắt mình phải chạy ra càng nhiều để làm gì để nó làm cho uh, ướt cái mắt của mình để làm cho mắt mình không bị khô thì ừ. có những người bị Bell palsy mà nhiều khi à, cái tuyến nước mắt có thể làm người ta bị chảy nước mắt nhiều hơn yeah. con mắt mà bình thường à, bác sĩ nãy bác sĩ nói là bệnh à, méo miệng méo mặt đó thì mình nhắm mắt ngủ thì một con mắt bên đây không có nhắm mắt hoàn toàn Đúng rồi, mà một bên mà thuyết... bị một bên mà cái thần kinh bị liệt đó yeah. thì không, thí dụ như hay... mình bên trái bị liệt cái gì yeah. thì con mắt bên trái nhiều khi đóng lại không được hay là đóng yeah. lại nó chạy hé ra nó còn hở ra vậy sao thanh thúy cũng thấy là có người ngủ mà hai mắt vẫn còn mở <laughs> hai mắt còn bợt là, đó là có những trường hợp là có những người ta bị nhiều khi bậm sinh hay là có những người khi con mắt người ta nó nó bị uh, nó đẩy ra ngoài nhiều quá, ừ. hay là mắt trận nó bự quá đi, nhiều khi đóng lại cái nó không có che đến con mắt của mình, à, đó là nhiều khi đó là nhiều khi nó do cái bẩm sinh mình nó gây ra. Dạ. Dạ. Vậy bệnh này có nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ? À, cái hả? bệnh Bell Palsy thì phần đông nó không có nguy hiểm đến tính mạng, à, tuy nhiên nó làm ảnh hưởng cuộc sống rất là nhiều mà đặc biệt có những quý vị mà như chị Thanh Thúy mà tối ngày mà mình đi ra ngoài mình được lên TV phỏng vấn người ta mà nhiều khi miệng méo qua một My bên God. mà mình cười nó rất là khó chịu mà đặc biệt phụ nữ mà sắc đẹp mà giống ừ. như cái miệng mà cười mà nó mất đi cái 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 cái, cái người ta cái, tưởng cái... mình chảnh cái méo miệng hoài <laughs> nó 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 nhìn nó nó xấu lắm nó xấu yeah. lắm nó méo qua một bên và làm cho cái mặt nhiều khi cái cơ cái cái, cái bên mà nó bị bị tổn thương đó thì bắp cơ nó bị nó bị, nó bị chạy xuống giống như nó bị bị flash đó ừ. và đồng thời con con mắt như khi nó đóng lại không có được mình mình yeah. mình nhấp nháy nhiều khi không cũng được nữa yeah. nó cảm thấy rất là khó khăn ừ. thì đó là một cái trở ngại lớn mà đặc biệt những người mà hay đi ra xã giao với uh, bên ngoài những người làm như marketing và những người làm mà, mà đứng giữa công chúng và nói chuyện đó uh, rất là khó khăn và nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình rất là nhiều thì bệnh này chữa lâu bác sĩ không uh, cái lâu. bệnh BPOZ thì uh, bệnh mà méo miệng méo mặt đó thì phần đông đó thì nó tự nó phục hồi lại hết tám mươi thì bệnh này nó phục hồi từ đến từ 3 đến 6 tháng sau thì nó phục hồi à, tuy nhiên có khoảng cỡ hai mươi thì cái bệnh Bell palsy này nó còn khi nó bệnh viện đối với mình nó không không có hết hay là nó hết đến một giai đoạn nào đó thì nó vẫn còn cái cái triệu chứng méo miệng méo mặt à, thì cái lý do quan trọng nhất là khi mà người bị Bell palsy đó thì sau khi mà bác sĩ trong bệnh viện mà cho về nhà đó thì ngoài bác sĩ cho những cái thuốc uống chống viêm, chống virus hay là làm giảm cái triệu chứng thì quý vị những quý vị đó nên đi thử cái phương pháp đông y châm cứu thì nó đông y châm cứu là một cái phương pháp rất là tốt cho những cái bệnh này. À, Thành Thúy thấy là người ta có thể chữa bằng chăm cố trên mặt và có thể uống thuốc nữa thì bác sĩ có thể chia sẻ với khán giả mà cách chữa trị giữa đông y và tây y như thế nào? Dạ thì đông y thì um, người ta phần đông thì à, nói tây y trước đi thì tây y thường thường khi mà một người bệnh nhân vào bị béo Palsy bệnh béo miệng béo mặt đó thì vào bệnh viện thì người ta chụp MRI hay là CT scan để người ta xác tình trạng cái não bộ nó có bị tỏa, bị tai biến hay là bị bú hay gì không và sau cái đó mà người ta biết nếu bệnh nhân bị Bell Palsy rồi đó thì người ta có thể cho những cái thuốc như là chống viêm hay là những cái thuốc về steroid có chất steroid đó để làm giảm cái inflammation trên cái 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 nhánh thần kinh và sau đó người ta bệnh nhân kia bệnh nhân về thôi đợi 3 tháng sau 6 tháng sau trở lại check up thôi ngoài ra người ta không có làm gì thêm nữa à, lý do là người ta không làm gì thêm nữa bởi vì người ta chưa hiểu rõ khoa học bây giờ tiến bộ nhưng mà chưa hiểu rõ tại sao người bệnh méo miệng méo mặt cái bị Bell bo gì mà là bị liệt mặt như vậy người ta không hiểu rõ cái lý do mà đưa đến cái bệnh này thì thành thử khi mà chưa hiểu hiểu, hiểu rõ lý do đó thì chưa có cách điều trị cho nó chính đáng và nó thích hợp à, tuy nhiên nói về đến lĩnh vực đông y đó thì đông y đã trị bệnh này đã cả ngàn năm nay rồi người ta đã điều trị nó có rất là nhiều rất, có hiệu quả rất là tốt mà đặc biệt thay vì mình về mình ngồi 3 đến 6 tháng mình đợi À, để nó phục hồi. À, tuy nhiên nên nhớ một điều là có thể từ 15 đến 20 phần trăm có những người bị bệnh nhân bị cái Bell Palsy này đó thì nhiều khi 6 tháng sau hay là một năm sau hai năm sau miệng vẫn còn méo thì mình nên đi châm cứu bởi vì châm cứu là cái hiệu pháp khi mà châm vào đó theo đông y đó thì những người bị Bell Palsy là có thể là do bị phong hàn xâm nhập vào nó làm bế tắc những cái đường kinh mạch ở mặt đó và khi kinh mạch nó bị bế tắc khí huyết không lưu thông được nó làm cho tình trạng bắp cơ bệnh bị liệt đi và châm cứu thì châm cứu người ta châm vào những cái huyệt và phối hợp với điện châm đó à, châm khi mà châm một cái kim vào người ta kẹp bạch điện lên để làm kích thích những cái huyệt đạo đó đó. Thì nếu mà nhìn theo cái phương diện à, Đông y thì, thì nó làm thông những cái đường kinh mạch làm cho khí huyết lưu thông được, làm cho bệnh mau phục hồi. À, ngoài cái châm cứu nữa thì người ta dùng cái phương pháp là à, cứu, ngại cứu người ta đốt đốt đó, đốt trên những cái huyệt mà không có đụng nha, người ta chỉ hơi những cái huyệt đạo bằng bằng ngải cứu và những cái ngại cứu nó sẽ làm giúp ấm nó làm cho kênh mạch mình nó lưu thông được máu huyết lưu thông được làm cho bệnh mau phục hồi à, tuy nhiên mình nói đến theo cái phương diện mà tay tây y đó khi mình chăm cứu vào những cái huyệt như vậy đó mình có thể mình phối hợp với điện châm đó thì mình sẽ kích những cái hệ thần kinh đặc biệt mình thích cái những cái cấp cơ bắp cơ ở mặt đó làm cho bắp cơ ở mặt nó không có bị 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 teo lại hay là bị liệt đi mà mình làm kích thích cho cái hệ thần kinh cái facial nerve này nó nó reactivate lại nó hoạt động lại bình thường thì đó là một cái pháp tốt mà tôi nghĩ và tôi khuyên những quý vị mà bị Bell Palsy hay là những người thân mình bị, bị bệnh này đó Thì sau khi mà bác sĩ bệnh viện mà gợi mình về nhà rồi đó Thì quý vị nên đi chăm cứu Và vừa phổ, chăm cứu vừa phối hợp với thuốc bắc Thì nó sẽ uh, tiến triển bệnh nó sẽ tiến triển rất là tốt Có những quý vị mà nhiều khi uh, bệnh rất là nặng Mà nhiều khi chăm sau uh, 2-3 tuần sau là thấy là triệu chứng nó đã bớt hết 50% hay có thể 70% rồi Ừ, Thanh Thúy có thắc mắc nè à, bác sĩ, mình bị bệnh méo miệng, méo mặt này thường là nửa mặt, tại sao nó không bị hết bên mặt mà bị nửa mặt, mà thường là một bên trái hay bên phải Dạ, yeah, cái bệnh Bell Palsy này thường thường nó hay xảy ra một nhánh thần kinh mặt thôi. Cái thần kinh mặt mình nó có điều khiển hai bên, à, cái facial nerve thì nó ra hai bên, à, nhưng mà phần đông thì người ta bị liệt một bên rồi. Thôi, tuy nhiên, có một cái tỷ lệ rất là nhỏ, có thể là uh, hớt, ít, uh, ít hơn một phần trăm, hai phần trăm thôi, thì có những người bị hai bên mặt luôn cái nhánh thần kinh này nó nhánh thần kinh mặt này nó bị ảnh hưởng cả hai bên luôn nó làm cho người ta bị liệt cả hai bên mặt luôn và một lần nữa thanh thúy xin nhắc lại à, chương trình y khoa tổng hợp là do sự tài trợ của trường đại học đông y chăm cố five branch university đây là một trường đại học chuyên đào tạo những đông y sĩ trong tương lai với đội ngũ bác sĩ uy tín và chuyên nghiệp hiện giờ, giờ ngành đông y trung Quốc rất là phát triển cho nên là uh, các bạn nào quý vị muốn đăng ký vào trường này xin hãy liên lạc với uh, trường đại học vibrant university và một lần nữa thanh Thúy xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình y khoa tổng hợp lần tới xin mời bác sĩ gửi lời chào mấy khán giả nhà dạ, tôi là bác sĩ uh, trần quốc phú kính chào quý vị khán giả việt face tv và chị thanh Thúy. hẹn gặp quý vị vào lần sau